Cô xin chào tất cả các bạn học sinh khối 6 của trường trung học cơ sở Vượt. Sau một tuần thực hiện chương trình học trực tuyến, nhà trường đã đón nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ phụ huynh và các bạn học sinh. Đặc biệt cô nhận thấy rằng các bạn học sinh khối 6 chúng ta tham gia học tập rất đầy đủ và hào hứng. Cô hy vọng rằng ở những tiết học sau thì khối 6 chúng mình sẽ cố gắng phát huy tinh thần học tập của các em nhé. Trước khi vào bài học mới, cô sẽ giải đáp các câu hỏi mà các bạn học sinh đã gửi về ở tiết học trước. Trong tuần trước, các em đã được học bài nhân, nên lá và cô đã nhận được câu hỏi của bạn học sinh Trần Triệu Nhân lớp 66. Bạn có đặt ra câu hỏi rằng mình có thể nhân hóa một món đồ vật được không thầy cô? Vậy thì trước khi trả lời câu hỏi của bạn, cô sẽ nhắc lại một chút xíu về khái niệm của nhân hóa các em nhé. Nhân hóa là ta dùng đến từ vốn để gọi người hoặc chỉ hoạt động tính chất của người để gọi vật hoặc chỉ hoạt động tính chất của vật nhằm giúp cho sự diễn đạt trở nên sinh động hơn với các em. Vậy thì chắc chắn rằng ta có thể nhân hóa bọn nó đồ vật được đúng không nào các em? Vậy thì tôi hy vọng rằng ở những bài học sau các bạn học sinh sẽ gửi thật nhiều câu hỏi về cho các thầy cô và chúng ta sẽ lựa chọn ra những câu hỏi hay thú vị để cùng nhau giải đáp trong những tiết học sau các em nhé. Bây giờ cô chào chúng ta cùng nhau vào bài học mới thôi nào. Trước khi vào bài học mới, cô có một chút nhắc nhở nhỏ cho các bạn học sinh như sau. Các em hãy chuẩn bị sẵn sàng sách giáo khoa, tập và viết được chưa nào? Và khi mà cô trình chiếu ở trên màn hình thì với những màn hình nào có xuất hiện bàn tay cầm câu viết thì em hãy nhanh chóng ghi vào trong tập thể mình xuất câu viết. Còn đối với trường hợp bạn mà mình chưa ghi kịp thì các em hoàn toàn có thể yên tâm rằng sau khi clip bài giảng mình kết thúc, em có thể xem lại bài giảng ở trên trang web của nhà trường nhé. Vậy thì bây giờ mời các em mở sách giáo khoa trang số 37 và ghi tựa đề bài học xuất câu nào. Tiết 85 bài 21 con bản Vượt Thác của nhà văn Võ Quảng. Chúng mình bắt đầu bài học thôi nào. Đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần 1 lớn, đọc hiểu chú thích, một nhỏ, tác giả Võ Quảng. Tác giả Võ Quảng thì có những thông tin đầy đủ đã được ghi vào trong sách giáo khoa 139 rồi, cho nên các em chỉ cần ghi giúp cô 2 chấm Võ Quảng sách giáo khoa trang 39. Cô sẽ nhắc lại một số thông tin về tác giả nhé. Võ Quảng sinh năm 1920 và ông đã mất vào năm 2007. Ông là nhà văn của tỉnh Quảng Nam, đặc biệt đây là tác giả chuyên sáng tác truyện cho thiếu nhi với các em. Trên màn hình cô đang trình chiếu chân dung của nhà văn Võ Quảng. Cô mắt sáng ngời và nhận về mặt nhân hậu phải thế nào các em? Các em đã theo dõi kịp chưa nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển qua phần 2 nhỏ tác phẩm các em nhé. Thứ đầu tiên các em cần tìm hiểu về tác phẩm của chúng là xuất xứ của văn bản. Thì nội dung này thì đã ghi rõ ở trong sách giáo khoa rồi. Mình sẽ ghi giúp cô là 2 chấm sách giáo khoa trang 39. Và xuất xứ của văn bản này trích chương 11 truyện Quê Hội các em nhé. Tiếp theo, thể loại của văn bản này đó chính là truyện. Em hãy ghi nhớ rõ câu này, từ một chút xíu nữa mình sẽ có phần bài tập liên quan tới phần này các em nhé. Rồi, bố cục của văn bản này các em sẽ chia giúp cô thành 3 phần. Nào, chúng mình cùng nhau đánh dấu cho các giáo khoa giúp cô. Đoạn 1, từ đầu cho tới Hiền chuẩn bị vượt nhiều thác nước. Nhìn cái đoạn này em sẽ đọc giúp cô với giọng đó là êm đềm và nhẹ nhẹ nhàng. Nội dung của đoạn này nó nói về cảnh con thuyền là trên dòng sông chưa có nhiều thác nước sữa. Đoạn thứ hai, từ phần đến thường gạch cho tới Hiền vượt qua khỏi thác cổ cò. Nhưng đoạn này em sẽ đọc cho cô với giọng đọc nhanh, mạnh mẽ, dứt khoát. Và nội dung của đoạn này là nó nói về cái gì nào các em? Nói về đoạn sông có nhiều thác nước dữ và hình ảnh con người lao động trên nền cảnh thiên nhìn nhìn rộng lớn. Và đoạn 3 chính là phần còn lại. Nhưng đoạn này em sẽ đọc cho cô với giọng đọc là êm đềm, nhẹ nhàng. Và nội dung của đoạn số 3 này nó nói về cảnh khúc sông khi đã vượt qua được thác nước sữ. Em có theo dõi kịp không nào? Phần tiếp theo đó chính là phương thức biểu đạt chính của văn bản, và em ghi nhớ giúp cô chính là miêu tả các em nhé. Để có thể hiểu rõ hơn về văn bản này thì em sẽ cần nắm mắt cho cô một vài chú thích khó như là các số tích số 3,
số 6, số 11 và số 13 các em nhé. Đây là cái kịp chưa nào? Nhắc tới nhà tăng võ quả là chúng ta sẽ nhớ tới những tác phẩm tiêu biểu của ông, cụ thể như là những thần thơ của những anh đơn đó, chuyện cái thân hay là tập truyện tạc sáng, và đặc biệt nhất là tập truyện quê mộ. Thì riêng về tập truyện quê mộ, đây là tác phẩm thành công nhất viết về cuộc sống ở một làng quê ven sông Thu Bồn vào những ngày sau cách mạng tháng 8 năm 1945 và những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với các em. Nội dung này chúng mình chỉ cần tham khảo thôi, không cần ghi các em nhé. Và sau đây cô sẽ trình chiếu cho các em bản đồ lưu vực hệ thống sông Thu Bồn để giúp các em phần nào hiểu rõ hơn về văn bản được hát các em nhé. Chúng mình cùng nhau chú ý lên màn hình nào. Ở góc phải của màn hình các em có thể nhìn thấy đây chính là con sông Thu Bồn các em ạ. Được ký hiệu là một màu xanh đậm, và em có thể quan sát thấy rằng lưu vực của con sông Thu Bồn này có lưu vực là 3.825 km², đặc biệt con sông Thu Bồn này nó đi qua rất là nhiều huyện và tỉnh thành khác nhau, cũng giống như các con sông khác ở miền Trung. Do đặc điểm về địa hình, những con sông ở đây thì đều cho các em dài này và nhỏ này, và đặc biệt là có những khúc sông rộng lớn lại cũng có khúc sông nhỏ bé. Hơn nữa là những con sông ở đây thì có nhiều thác dữ và được chia thành nhiều nhánh nhỏ khác nhau. Một chút xíu nữa thì em tìm hiểu sâu hơn ở trong văn bản, các em sẽ thấy rõ nhất điều này. Được chưa nào? Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau qua phần 25 đã đọc hiểu văn bản cho em nhé. Vậy thì các em hãy trả lời cho cô câu hỏi này. Trong văn bản có mấy cảnh thiên nhiên được miêu tả là các em? Rất là dễ dàng, chúng ta có thể nhận ra rằng có hai cảnh thiên nhiên được miêu tả trong văn bản này. Thứ nhất đó chính là cảnh dòng sông Thu Bồn, và thứ hai là cảnh hai bên bờ sông. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu như cái bố cục mà từ đầu các bạn đã chia nhé. Vậy thì A nhỏ, đoạn sông chưa có thác nước giữ. Trên màn hình cô đang minh họa cho các bạn một cái bức tranh về ở cái đoạn sông chưa có thác nước giữ. Bạn có thể nhìn thấy rằng đây chính là cái con sông rộng này. Nước sông thì làm sao êm đềm nhẹ nhàng, hai bên bờ sông thì làm sao đó các em? Cây cỏ mọc xanh um tùm, và nhà văn Võ Quảng cũng đã lựa chọn cho mình cái vị trí quan sát hết sức là hợp lý để có thể phát hiện được cái tình hình của cái sông Thu Bồn. Anh có còn nhớ không, trong văn bản sông nước Cà Mau của nhà văn Đoàn Giỏi thì tác giả cũng đã lựa chọn cho mình cái vị trí quan sát là gì nào? Ông ngồi trên con thuyền di chuyển theo hành trình của con thuyền, và ở bên nhà văn Võ Quảng cũng thế, ông cũng chọn cho mình cái vị trí ngồi trên con thuyền cùng hành trình vượt thác của con thuyền, phải không nào các em? Chính nhờ cái vị trí quan sát rất là tạo rất là nhiều thuận lợi như vậy, cho nên tác giả có thể khi vào tầm mắt của mình tất cả những cái cảnh vật từ gần tới xa, từ dòng sông cho tới hai bên bờ dòng sông, những cảnh vật ấy hiện lên như một thước phim quay chậm. Hơn nữa là chính nhờ cái vị trí đấy nó có thể khi vào tầm mắt của mình tất cả cảnh vật, cảm nhận được cảnh đẹp của con sông Thu Bồn là không bạn. Vậy thì ở cái đoạn sông chưa có thác nước giữ, tác giả đã lựa chọn cho mình những đặc điểm của bạn nào đây các em? Chú ý vào bạn 1 sách giáo khoa trang 37 giúp cô nào. Tác giả đã lựa chọn cho mình những cái hình ảnh như sau. Đầu tiên là cánh buồm cong thuần, rồi hình ảnh phương thuyền nước sóng bon bon như đang nhớ những thường phải về nhanh chưa kịp. Tiếp theo đó là hình ảnh những vãi sâu trải đáp bạc ngàn những tận với hàng xa tít. Rồi có hình ảnh những con thuyền chở cao, chở mây, chở mít, chở quế. Tất cả đã tạo nên một cái khung cảnh nông vui, nhộn nhịp, phải không nào các em? Đặc biệt rằng nhà văn đã sử dụng cái biện pháp nhân hóa ba hình ảnh con thuyền. Thuyền nước bon bon khi đang nhớ những điều phải về nhanh cho kịp. Nhớ chỉ hoạt động trạng thái tình cảm của con người, phải không nào? Ở đây nhà văn đã gắn cái hành động này vào cho con thuyền, làm cho con thuyền cũng có tình cảm nhớ nhung xa diết như con người. Vậy thì ngoài cái biện pháp nhân hóa, nhà văn còn sử dụng biện pháp nào nữa không nào? Chúng mình cùng nhau tiếp tục tìm hiểu nhé.
Ở đoạn cuối của đoạn 1 các em thấy rằng nhà văn đã phát hiện ra thêm chi tiết nữa. Càng về ngược vùng vượt càng ung tù, những tròn cổ thụ dáng mãnh liệt cũng trầm ngâm lặng người xuống nước. Em thấy hay quá, cùng với hình ảnh cái nguồn quang này rồi con thuyền nước sóng bon bon thì hình ảnh những tròn cổ thụ dáng mãnh liệt cũng trầm ngâm lặng người xuống nước, nó như dự báo cảnh báo cho người đọc, người nghe, cho người đi thuyền rằng khúc sông tiếp theo sẽ có nhiều nguy hiểm khó khăn, đòi hỏi người đi thuyền phải làm sao chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và cả về thể chất cũng như là lòng dũng cảm vượt qua những khó khăn phía trước. Như vậy thì chúng ta có thể tạm thời tóm tắt ở đoạn một đó là gì nào, tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh cảm nhận nhân hóa, từ đó đã làm nổi bật lên cái khung cảnh thiên nhiên thơ mộng nên co êm đềm và nhẹ nhàng. Và thế nào các em, đây chính là cái nội dung chính ở đoạn thứ nhất này. Bây giờ thì tiếp theo hành trình của con thuyền sẽ là gì với các em, liệu nó hoàn toàn ở cái khúc sông êm đềm thơ mộng không? Không, nó sẽ đến với đoạn sông có nhiều thác nước dữ. Và trên màn hình đây cô đang trình chiếu một cái hình ảnh lưu lại về con thuyền đi ngược cái dòng nước dữ như thế nào. Ở đây các em có thể thấy này, có một hình ảnh con người làm sao đây, cố gắng hướng con thuyền đi vượt qua thác dữ, nước chảy rất là xiết mạnh nhanh và băng gọt tiến tư đúng không nào. Tương tự như vậy, bằng cái tài năng quan sát tinh tế của mình, nhà văn võ quản cũng đã nhanh chóng phát hiện ra cái đặc điểm nguy hiểm của đoạn sông có thác nước dữ. Đó là chi tiết nào đây? Chính là chi tiết nước từ trên cao phóng giữa hai vách đá dựng đứng cố chảy đứt đôi đá, lại là biện pháp so sánh đúng không nào các em? Còn nữa này, nước bị cản văng bỏ tứ tung, thuyền vùng gần cũng trục trượt xuống quay đầu trở lại về mặt nước. Các em chú ý cho cô, từ vùng gần đây chính là cái từ chỉ cố chỉ cái hoạt động cái trạng thái của con người bằng biện pháp nhân hóa. Nhà văn đã khiến cho con thuyền trở nên cụ thể hơn, sinh động hơn, vẫn là tiếp tục là biện pháp so sánh và nhân hóa. Bằng cái tài năng của mình, nhà văn đã làm nổi bật lên cái khung cảnh thiên nhiên có nhiều thác dữ, nhiều khó khăn và nguy hiểm của các nhà con em. Cái sự khó khăn nguy hiểm ở đây có thể hiện ở những cái chi tiết nào, những vách đá dựng đứng này, rồi con thuyền thì khó bảo, dòng nước thì hung hãn, tất cả nó đòi hỏi con người chúng ta phải có lòng dũng cảm, có kinh nghiệm, có tinh thần quả cảm vượt lên những con thác dữ phải không nào các em? Vậy thì ở đây bắt đầu bức tranh thiên nhiên của con sông Thu Bồng nó đã có những điểm chấm khá riêng biệt rồi. Đến với đoạn thứ ba chúng ta sẽ tìm hiểu được khung cảnh tiếp theo ở con sông này như nào các em nhé. Sư đoạn sông đã qua thác nước dữ. Vậy thì ở đây sau khi trải qua những cái nguy hiểm khó khăn gian lao của đoạn sông có thác nước dữ thì con sông lại trở về với hình ảnh dòng sông cứ chảy quanh co êm đềm dọc sườn núi, những cây to mọc dưới những bụi núp xuống lan xa như những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước, mang nhiều lớp núi đồi đồng ruộng lại mở ra. Anh thấy rằng bức tranh thiên nhiên ở đây đẹp quá, nên thơ quá, yên bình quá phải không các em? Nếu như ở đoạn đầu tiên hình ảnh những cây to, những bụi cây khổng lồ đứng trầm ngâm ngợi người xuống nước, nó vượt mở, nó cảnh báo về khúc sông có nhiều thác dữ, thì ở cái hình ảnh so sánh cuối cùng này em thấy là cái này vượt mở ra chúng ta điều gì nào? Những cây to mọc giữa những bụi núp xúc mang xa như những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước, làm ra nó làm cho tinh thần chúng ta phấn chấn hào hứng phấn khởi, hiệu triệu kêu gọi con người tiến lên phía trước sau khi đã vượt qua những con thác dữ phải không nào các em? Vậy thì em thấy là một lần nữa biện pháp so sánh và nhân hóa đã được tác giả sử dụng một cách triệt để, nhằm làm nổi bật lên khung cảnh thiên nhiên êm đềm nhẹ nhàng rộng lớn phải không nào các em?
Vậy thì bây giờ cô sẽ mời các em xem một cái đoạn clip cô đã sưu tầm được để chúng mình cùng tưởng tượng hình dung ra tập trung miêu tả nhân vật
sự thu hút ra vẻ đẹp ngoại hình và cái hành động của nhân vật này. Cô trò chúng ta cùng nhau đi tìm vẻ đẹp ngoại hình của nhân vật Vượt thu các anh nhé. Bạn rất là dễ dàng tìm được những cái đặc điểm nổi bật của nhân vật Vượt thu ở đoạn số 2. Bạn thấy là khi như cả vẻ đẹp ngoại hình của nhân vật Vượt thu, tác giả đã lựa chọn những chi tiết như là sao? Đánh Vượt thu đánh trần này, với cắm xào vào sỏ nghe với một cái xoạc này, với hình ảnh so sánh như pho tượng đồng gốc. Chính nhờ cái câu so sánh này nó giúp các em có thể hình dung ra được rằng đây là một con người khỏe mạnh, rắn chắc và vững vàng như một pho tượng đồng, đúng không nào các em? Rồi còn gì nữa, các vị trí quăng quọng này, quay hàm mạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghi trên đầu ngọn xào. Hơn nữa, hình ảnh so sánh như một hiệp sĩ của trường sơn ca lên hùng vĩ. Cái hình ảnh này đẹp quá các em ạ. Tại sao cô nói lại nói là đẹp? Nếu như ở đoạn 1, bức tranh thiên nhiên hiện lên với vẻ đẹp nên thơ nhưng cũng vô cùng gian khó, nguy hiểm, thì ở đoạn đấy, như cả về nhân vật sự hung thư, bằng cái câu văn so sánh này, nhà văn đã làm hình tượng hóa cái nhân vật sự hung thư này nên thật lớn lao và mạnh mẽ. Trước cái nền thiên nhiên rộng lớn như vậy, con người xuất hiện ngang tầm với thiên nhiên, đầy đủ sức mạnh vượt qua những khó khăn thử thách của thiên nhiên. Cụ thể ở đây chính là nhân vật Vượt Vương, Vượt Vương Thư, được chưa nào các em? Và nhằm làm cho các nhân vật Vượt Vương Thư trở nên sinh động hơn, cụ thể hơn trước mắt người đọc, người nghe, thì nhà văn đã cùng nhau tìm ra được những cái động từ chỉ cái hoạt động của nhân vật này. Thế nên là chúng ta sẽ sang ý tiếp theo, đó là hành động của nhân vật sự hung thư. Em có thể thấy này, ông có những cái hành động như là có người thắng xào, ghi chặt đầu xào, thả xào, hút xào, rập vàng, nhanh như tắt. Hàng loạt những cái động từ mạnh như là phóng xào này, ghi chặt này, thả này, hút này, và với những cái biện pháp so sánh là nhanh như tắt, những cái từ tượng thanh tượng hình như là rập vàng. Tất cả cho chúng ta thấy Vượt thu có những cái hành động là sao đây? Mạnh mẽ, dứt khoát, đúng không nào? Đầy quả cảm và quyết liệt trước cái sự nguy hiểm khó khăn của các cái sứ phải không nào các em? Không những thế, nhà văn võ bảng còn so sánh Vượt thu lúc ở nhà với lúc làm việc. Nếu như cái hình ảnh của nhân vật Vượt thu lúc ở nhà làm công việc là sao? Nó năng nhỏ nhẹ, ai gọi cũng dạ vâng vâng, đứng nhất như mì, vô cùng hiền lành phải không các em? Nếu như khi bước vào công cuộc lao động làm việc trên sông nước thì hình ảnh ấy nó đã thay đổi hoàn toàn các em. Bây giờ đã trở thành con người mạnh mẽ, dứt khoát, đầy quả cảm, giàu kinh nghiệm và đặc biệt là rất tài giỏi trong việc điều khiển con thuyền. Vậy thì bằng cái biện pháp so sánh, nhà văn đã xây dựng lên nhân vật Vượt thu là người dũng mãnh, hào hùng, vừa quả cảm, vừa dày dặn kinh nghiệm, lại có tinh thần vượt lên gian khó. Các em có thể thấy là bằng cái tài năng, sự kết hợp chặt chẽ, thống nhất giữa việc miêu tả người, tả việc, tả hành động, với việc kể chuyện, thì tác giả đã xây dựng lên hình ảnh Vượt thu là một con người đầy quả cảm, một cái hình ảnh đẹp của con người lao động trên sông nước, phải không hả các em? Vậy thì đối với nhân vật này thì chắc chắn là tất cả mọi người đọc, không chỉ riêng chúng ta, đều dành cái tình cảm làm sao đó các em yêu quý, ngưỡng mộ nhân vật này, đúng không nào? Vậy thì để kết thúc bài học, chúng ta sẽ cùng nhau sang phần ba la bá ghi nhớ sách giáo khoa trang số 41 các em nhé. Vậy thì bây giờ cô sẽ trình chiếu cho các em cái sơ đồ tư duy, có cả những cái nội dung khái quát của bài học này các em cần nắm bắt được cho cô. Đầu tiên đó chính là về phần tác giả, thì chính là nhà văn Võ Quảng. Ông sinh năm 1920 và ông đã mất vào năm 2007. Ông quê ở tỉnh Quảng Nam, là nhà văn chuyên viết truyện cho thiếu nhi với các em. Đó là thông tin về tác giả. Thứ hai, sang phần tác phẩm thì về phần xuất xứ, em nắm bắt được cho cô như sau. Trích chương 11 truyện quê nội.
chuyện viết về cuộc sống ở làng quê thiên xuân thu bổn của tỉnh Quảng Nam, được chưa nào? Về nội dung thì em sẽ ghi nhớ cho cô ba cái ý chính sau đây. Thứ nhất đó chính là thôi thuyền qua đoạn sông phản lặng trước khi đến chân thác, đây chính là đoạn một của bài văn. Nội dung thứ hai các em cần ghi nhớ đó chính là gì nào? Thôi thuyền vượt qua đoạn sông có nhiều thác lịch sử, nổi bật lên đó là hình ảnh con người ngang dọc hùng dũng trên nền cảnh thiên nhiên rộng rộng lớn. Nó tương ứng với đoạn số 2 trong văn bản. Và nội dung ghi nhớ thứ ba đó chính là con thuyền ở đoạn sông đã qua các thác lịch sử, tương ứng với đoạn cuối của văn bản này. Về phần nghệ thuật thì các em sẽ ghi nhớ cho cô những nội dung sau đây. Thứ nhất, ông đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc tả cảnh, tả người và vẽ hình viên. Từ đó nó giúp ông thể hiện cái thái độ của mình đối với cảnh, đối với người. Nếu như với cảnh thì nó là cái tình yêu tha thiết dành cho quê hương, thì đối với người, đặc biệt là nhân vật sự ngư thư, đó là cái niềm tự hào, sự yêu mến dành cho những con người lao động, phải không nào? Ngoài ra ông còn sử dụng những cái từ ngữ mộc mạc, giản dị, tự nhiên, sinh động cùng với cái biện pháp so sánh nhân hóa, tất cả đã tạo nên một cái bức tranh thiên nhiên ở con sông Thu Bồn có những cái nét chấm phá rất là nổi bật và riêng biệt. Em có thể thấy rằng cảnh thiên nhiên thì có khi êm đềm thơ mộng nhưng có lúc lại dữ dội hào hùng. Con người lao động thì làm sao đấy các em, quả cảm dũng cảm. Đây quả thật là một bức tranh thiên nhiên hài hòa và vô cùng đẹp đẽ, phải không nào các em? Vậy thì trước khi kết thúc bài học này, cô sẽ cùng các em lưu ý một vài điều đối với phần bài tập củng cố các em nhé. Thứ nhất này, bài tập củng cố các em sẽ thực hiện qua đường link mà các giáo viên chủ nhiệm sẽ cung cấp cho mình. Cô lưu ý là mỗi em chỉ cần thực hiện một lần thôi, và cái thời gian hoàn thành bài tập giúp cô là trước 9:30 sáng ngày 20/4/2020. Các em nhé, nhớ lưu ý giúp cô hoàn thành trước 9:30 sáng ngày 20/4. Và khi các em làm bài thì nhớ là ghi rõ đầy đủ họ tên và lớp học của mình các em nhé. Về phiên phần bài tập luyện tập thì các em cũng sẽ thực hiện qua đường link mà giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho chúng ta. Lưu ý cái thời hạn hoàn thành bài chính là trước 7:30 sáng ngày 21/4/2020, tức là một ngày sau khi bài học này kết thúc các em ạ. Và câu hỏi luyện tập của chúng ta là em hãy viết một đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về nhân vật sự ngư thư trong văn bản của Thác. Thì cô xin lưu ý viết đoạn văn, điều đầu tiên là các em không được tắt đoạn, được chưa nào? Thứ hai là các em phải có câu mở đoạn, tức là câu giới thiệu nhân vật. Sau đó em sẽ viết cho cô những cái đặc điểm nổi bật của nhân vật sự ngư thư, có thể như là về đẹp ngoại hình này, hành động này, tính cách của nhân vật sự ngư thư. Cuối cùng đó chính là cái tình cảm, cái suy nghĩ của em dành cho nhân vật này. Và cái bài tập này thì đối với những em nào mà thực hiện trên máy vi tính thì các em sẽ trình bày trong một trang cuộc, và nhớ là em sẽ truy cập vào cái đường link bài tập luyện tập và bấm vào cái ô chữ, đó chính là tải tệp lên, khi đó em đã hoàn thành bài tập của mình rồi. Còn đối với những bạn học sinh mà thực hiện trên tập với 2 hoặc là trên giấy thì em có thể viết ra tập với 2 hoặc là giấy, sau đó em chụp hình lại cho cô, rồi mình truy cập vào cái phần đường link bài tập luyện tập và cũng bấm vào cái ô chữ tải tệp lên, và khi đó em sẽ tải cái hình ảnh mà em vừa chụp lên về cho các thầy cô giáo. Như vậy thì các em đã hoàn thành các bài tập luyện tập rồi đó. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, cô xin cảm ơn các em đã chú ý theo dõi tiết học ngày hôm nay, và cô cũng chúc các em có thật nhiều sức khỏe để chúng mình theo dõi và cố gắng học tập ở những tiết học sau các em nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau nhé.